Một nụ hôn anh khát khao bao nhiêu ngày tháng, và anh giữ nắng ấm, anh giữ những cơn mưa để hoa mãi mãi thắm xanh với tình anh. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm, và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lành em tức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về, vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm, và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lành em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ mang thiên đường trốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về, vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ thiên đường trốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về, vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em thôi. Đại gia tặng Rolls Royce cho Thu Ngân trong đám hỏi. Món quà cưới doanh nhân Doãn Phương tặng vợ trong ngày ăn hỏi và xin dâu là chiếc Rolls Royce đắt giá. Khoảng hơn 8 giờ, tại nhà cô dâu Hải Phòng, mọi thứ đã sẵn sàng với dàn xe sang trước cổng. Chiếc xe siêu sang Rolls Royce được sử dụng trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu bản sắc Việt Thu Ngân và doanh nhân Doãn Phương. Không gian buổi tiệc ăn hỏi được trang trí lộng lẫy. Khoảng 9 giờ, chú rể và đoàn nhà trai có mặt. Tại trước cửa nhà cô dâu, chú rể doanh nhân hơn cô dâu 19 tuổi, anh được mẹ vợ bà Thanh Hòa khen là người chững chạc, hiểu biết và rất tâm đầu ý hợp với Thu Ngân. Thu Ngân mặc áo dài đỏ trong lễ ăn hỏi, cách đây không lâu, cô đăng ảnh cưới lên trang cá nhân cùng dòng chia sẻ, sẽ đến một ngày bạn muốn vì một ai đó mà trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, một người con dâu thảo, một người bạn thân nắm tay anh đến cuối cuộc đời. Xính lễ ăn hỏi của nhà trai, chú rể Doãn Phương vui vẻ trò chuyện cùng bố dượng của Thu Ngân. Mẹ Thu Ngân đi bước nữa nên gia đình hiện tại của người đẹp có đến 8 anh chị em. Trần Thu Ngân là một trong số ít người đẹp Việt kết hôn khi vẫn trong nhiệm kỳ Hoa hậu. Cô mới đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu hồi tháng 8/2016. Bố mẹ cô dâu và bố mẹ chú rể trao lễ. Thu Ngân cười tươi bên ông xã doanh nhân. Xe hoa Maybach cũng thuộc dòng xe siêu sang nhưng dòng xe này hiện dừng sản xuất. Chiếc Rolls Royce đắt giá này là quà cưới của chú rể Doãn Phương dành tặng cho cô dâu Thu Ngân.
Nghi lễ xin dâu được tiến hành ngay sau lễ ăn hỏi. Thu Ngân thay trang phục màu trắng nhưng vẫn là kiểu dáng áo dài thanh lịch. Cặp Uyên Ương trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên. Khoảng 11 giờ, đoàn nhà trai nhà gái sẽ di chuyển lên Hà Nội. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên Đán, nhà gái mới làm tiệc báo hỷ tại Hải Phòng. Lâm Khánh Chi liên tục mặc áo cưới tiết lộ sắp lấy chồng. Bạn trai Lâm Khánh Chi là một nhà thiết kế và kém nữ ca sĩ khá nhiều tuổi. Thời gian gần đây, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi liên tục chia sẻ những hình ảnh mặc áo cô dâu. Điều này khiến các khán giả của cô liên tục đặt ra câu hỏi liệu phải nữ ca sĩ sắp theo chồng về dinh không? Kèm theo những bức ảnh cưới, Lâm Khánh Chi viết trên trang cá nhân: yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây. Cả nhà có đồng ý cho Lâm Khánh Chi bước lên xe bông không nè? Hiện tại, giọng ca nổi tiếng một thời đang trong giai đoạn vô cùng hạnh phúc với người bạn trai mới của mình. Sau khi trải qua nhiều tan vỡ trong chuyện tình cảm, Lâm Khánh Chi đã không dám khoe quá nhiều chuyện riêng tư lên báo chí nữa. Mãi cho đến thời điểm này, Lâm Khánh Chi mới chia sẻ hình ảnh bạn trai của mình khi cả hai đi du lịch cùng nhau tại Đà Lạt. Liên lạc với ca sĩ, Lâm Khánh Chi cho biết cô và bạn trai dự tính sang năm 2017 sẽ tổ chức đám cưới và bao giờ có thời gian ngày giờ cụ thể sẽ chia sẻ ngay để khán giả cũng biết. Lẽ ra tôi tính sẽ lên xe hoa vào cuối năm 2016, nhưng cuối năm bận quá, nhiều dự án không thể sắp xếp được nên đành lùi lại, Lâm Khánh Chi cho hay. Lâm Khánh Chi và bạn trai đã quen biết nhau được hơn 3 năm, nhưng chính thức yêu nhau mới được 1 năm. Cả hai gặp gỡ nhau tại bữa tiệc sinh nhật một người bạn chung, sau đó đã chơi chung rồi yêu nhau lúc nào không hay. Bạn trai Lâm Khánh Chi hiện đang là một nhà thiết kế thời trang, năm nay 30 tuổi, kém nữ ca sĩ khá nhiều tuổi. Tuy vậy, cả hai đã tính đến chuyện gắn bó với nhau lâu dài bằng một đám cưới. Lâm Khánh Chi chia sẻ, bây giờ chỉ còn tính toán ngày đẹp nhất, tháng đẹp nhất và sắp xếp công việc để tổ chức đám cưới. Nữ ca sĩ chuyển giới cũng không chia sẻ quá nhiều về đám cưới, dù rất được truyền thông quan tâm vì chưa có gì cụ thể. Không muốn bị dư luận nói rằng mang đám cưới ra để PR cho các dự án của bản thân. Ngoài chuyện làm đám cưới, Lâm Khánh Chi cũng đang ấp ủ cho cuốn tự truyện về cuộc đời mình. Chắc chắn những sóng gió và mặt tối bên trong cuộc đời của nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên của Việt Nam sẽ rất hấp dẫn và thú vị. Hẹn hò bạn trai kém 15 tuổi, Lý Băng Băng ngày càng trẻ đẹp như nữ thần. Đây là lần lộ diện hiếm hoi của Lý Băng Băng sau khi thừa nhận đang yêu. Mới đây, nhân sự kiện của một nhãn hàng, Lý Băng Băng xuất hiện với diện mạo trẻ trung xinh đẹp, thu hút ống kính máy ảnh. Đây là lần lộ mặt đầu tiên của nàng hoa đáng nổi tiếng kể từ sau khi công khai hẹn hò với tình trẻ kém hơn 15 tuổi. Xuất hiện tại sự kiện, Lý Băng Băng diện váy cúp ngực trắng xếp tầng, trông vừa quyến rũ vừa gợi cảm. Ở một số khoảnh khắc, khi ánh đèn sân khấu chiếu vào, Lý Băng Băng hệt như một nữ thần vừa đẹp tinh khôi vừa rạng rỡ. Nàng hoa đáng đẹp như nữ thần khi xuất hiện. Rất nhiều cư dân mạng đã gửi lời bình khen ngợi vẻ đẹp trẻ trung của Lý Băng Băng. Nhiều người còn cho rằng cô như trẻ ra cả chục tuổi kể từ khi thừa nhận đang yêu. Đặc biệt khi đứng cạnh những đàn em trẻ hơn, Lý Băng Băng thậm chí còn được khen ngợi đẹp xuất sắc. Lý Băng Băng luôn rạng rỡ khi đứng trên sân khấu. Cô xinh đẹp không hề kém cạnh so với đàn em. Nữ diễn viên thoải mái chụp hình kỷ niệm. Nhắc tới chuyện tình của mình, người đẹp họ Lý chia sẻ,
đây là sự an bài tốt đẹp nhất. Nữ diễn viên cũng dành nhiều lời khen ngợi cho bạn trai kém tuổi, thậm chí cô còn gọi bạn trai Hứa Văn Nam là Vần Thái Dương của tôi. Được biết, Hứa Văn Nam là người An Huy, anh là quản lý cấp cao của một công ty. Hứa Văn Nam kém bạn gái 15 tuổi, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới tình cảm của cặp đôi. Được biết, chính bạn thân Nhậm Tuyên đã là người mai mối cho chuyện tình Lý Băng Băng và Hứa Văn Nam. Các fan bày tỏ sự tiếc nuối khi Nhậm Tuyên trao đi một mối nhân duyên tốt cho chính mình.